tại con mê một anh trong hài á, thế là con theo hài luôn. Rõ ràng là anh Đức nói lộ hết luôn rồi. Alo, Đức hả? Sao? Đang quay một cái chương trình thách thức danh hài, có một cô bé thí sinh 18 tuổi đẹp như chi bu, mà con bé nói thích mày mới chết. Đức ơi, tao chết rồi Đức ơi. Dạ, con chào chú Trường Giang, con chào chú Trấn Thành, con chào anh Ngô Cũng Huy ạ. Chào thêm. Gì vậy trời? Khoái hả? Huy ơi. Dạ. Bớt liệm. Dạ. Chào bạn. Ha, chào. Giống như hai chị em gặp nhau vậy. Bao nhiêu tuổi con? Dạ, con 18 ạ. 18, rất là xinh đẹp ha. Hiện tại rất là xinh đẹp thì có nghĩa là cái thiện cảm mọi người nhìn vào rất là dễ chịu. Đừng làm gì vô duyên nha. Nãy giờ có duyên lắm luôn á. Chú nói gì đi chú? Chú Thành. Con gái ơi. Rồi chị Hiền không nhận con nữa. Con gái ơi à, thế lực nào đưa con tới đây vậy? Tại hả? Con mê chú quá. À vậy hả? Ồ cảm ơn con. Trời ơi. Trời ơi. Chú cười đi chú. Hả? Chú cười đi. Sao con? Chú cười lên á. Bây giờ cười đó quan trọng, lát nữa cười quan trọng. Cười lấy duyên. À cười lấy duyên. Cười lấy hơn đúng không? Bây giờ nè chú hỏi nè. Mình là con gái rất là đẹp gái xinh xắn. Dạ nít na nữa. Cái gì rồi là không nít na đó con. Ừ đó. Giờ bà nhào vô nó nói nít na đó. Nha. Đẹp gái xinh xắn. Vì sao lại mê hài nó chú nghe coi. Dạ. Tại con mê một anh trong hài á, thế là con theo hài luôn. Ồ, mê anh nào vậy? Who that boy? Tôi muốn biết người đàn ông đó nha. Bí mật ạ. À? Anh Đức phải không? Không phải. Rõ ràng là anh Đức. Nói lộ hết luôn rồi. Chỉ có anh Đức mới có một sức hấp dẫn kinh khủng khiếp thiệt như hả? Vậy. Thiệt hả? À? Thiệt luôn hả? Anh Đức thiệt hả? Trời ngày ơi. Ngại lắm không nói không? Anh Đức ơi. Đức ơi. Con người thương mày rồi Đức ơi. Con nhỏ bẹn lẻn kìa. Ôi cao xanh đã thấu lời nguyện cầu của A Xin. Đức ơi. Chúc mừng bao con ơi. Mê Đức thiệt hả em? Mê Đức thiệt hả? Chồng chưa? Gọi liền, điện thoại lắm. Gọi liền, gọi liền, gọi liền, gọi liền, gọi luôn. Đây rồi gọi xin lời hiếu. Con, hiện tại là con đang có một cái lợi thế duy nhất. Đó là xinh đẹp là về ngoại hình. Thứ hai là mối quan hệ. Con hiểu chưa? Tại vì sao con đã thân với anh Đức, mà anh Đức là gì? Bạn thân với Thành, làm nghề rất là nhiều năm. Đức chỉ cần nói Thành. Đây, đây, đây. 100 triệu cho Thành là có liền. Quẩy. Alo, Đức hả? Tao đang gọi đến cho mày từ chương trình Thách Thức Danh Hài. Giọng nói của mày đang lên sóng truyền hình đây. Mày đang làm gì đó? Mình đang đi quay phim. Sao tao nghe vang quá vậy? Em trong toilet quá vậy? Đang nằm ở trong phòng make up thay đồ đợi chờ. Cái mặt mày make up làm chi cho tốn phấn người ta? Đức ơi, nghe. Lên là phải ăn đẹp để ăn hình chứ. Đức ơi, tao nói mày nghe nè Đức. Sao? Đang quay một cái chương trình thách thức danh hài, có một cô bé thí sinh 18 tuổi đẹp như chi bu, mà con bé nói thích mày mới chết. Đức ơi, tao chết rồi Đức ơi. Em bé nó đương nhiên mà, đương nhiên có rất là nhiều người đẹp thích tôi chứ đâu phải là trời ơi. Ủa sao vậy? Cái chuyện đó là một chuyện hết sức bình thường. Khán giả vỗ tay mày quá rồi Đức. Bây giờ tao nói, bây giờ tao nói nè, cô bé này nói là cái lý do tao hỏi tại sao đẹp như vậy mà mê hài nó là vì yêu mến, yêu thương một anh trong hài mà phải theo hài luôn, cãi cha cãi mẹ để theo. Khi ngày hôm nay vượt đường lội suối mà khỏi ai ra, anh Đức cười bẽn lẽn gật đầu chết mày chưa. Giờ làm sao? Bây giờ có chịu không? Hả? Bây giờ có chịu? Thấy dạo này mày tham gia chương trình hẹn hò gì mà tao từ chối mày quá trời đó. Bây giờ có chịu nhỏ này không? Ủa nó nghe nè, sao bây giờ có chương trình là hẹn hò kết nối qua tổng đài điện thoại đúng không? Ủa đây là tổng đài kết nối yêu thương hay gì vậy? Không phải, thách thức danh hài. Nhưng mà bây giờ con bé nó thương anh Đức quá. Bây giờ hỏi là có thể nào gặp anh Đức một lần trong đời được không? Anh Đức dẫn em bé đi ăn cái gì đó.
Trời ơi, bây giờ chương trình hẹn hò luôn hả? Thế trước chương trình là có bonus thêm chứ một hẹn hò hả? Trời, chương trình có tiền lắm. Đại đài thọ mày đi ăn mà chỉ là đi ăn thôi. Một món quà tại tinh thần cho em gái thôi đó, chịu không? Trời, tôi cảm giác cái tôi đang bị gài vậy trời. Mày không bị gài, mày đang bị dụ vậy thôi. Trời ơi trời, lỡ mày muốn bé được bao nhiêu, được vòng mấy bao nhiêu tiền? Bây giờ nè, chương trình là hài thiệt luôn đó, cái cuộc hẹn này là làm xong tới là hài luôn đó. Bây giờ Đức nè, không còn biết là mối quan hệ này sẽ đi tới đâu, nhưng hãy nói một lời nào đó chúc em bé trước khi nó thi nè. Nói thật to đi nè. Là bây giờ bé nó thi chưa? Nó chưa thi đó, là nhờ mày động viên đó. Nhiều khi mày động viên xong nó rớt vòng một đó. Nói cho cẩn thận nè, nói cho tình tứ lên cho em bé nó có niềm tin anh Đức nè. Em ơi, nãy giờ là em trả lời anh Đức nè. 2, 3. Alo. Em ơi, nãy giờ là biết mọi người cười vì em nhiều chưa? Nếu mà đã cười rồi thì hy vọng là vô quá thi đó. Cười mạnh mẽ hơn nữa. Mọi người sẽ cười rầm rộ hơn. Sao mạnh mẽ mà mày không mạnh mẽ vậy đó? Cho em có thể kiếm tiền rồi sau đó rồi muốn hẹn hò gì thì hẹn sau nha. Ok, cảm ơn anh Đức nha. Ok, quay tốt nha. Ừ, thank you. Thấy chưa? Em ngại quá. Nói gì nữa? Không có gì phải ngại em ạ. Tình yêu là phải nắm bắt, nó không tự chạy tới đâu. Em thấy anh Đức không? Anh nói với em như vậy thôi chứ anh biết là anh có thiện cảm rồi đó. Thi đi, thi rớt rồi về lẹ đi ăn với anh Đức nè. Bây giờ mình diễn một mình hả hay diễn chung với ai con? Diễn một mình ạ. Diễn một mình. Từ Gia Lai xuống Nha Quy nha. Gia Lai mà rước dâu Sài Gòn xa lắm nha. Bye bye anh. Rồi em ơi, sẵn sàng nha. Chưa. Chào này là hay có phòng chờ lắm nè. Nghi lắm. Sẵn sàng chưa? Phòng chờ vẫn đang trống chỗ. Mới có 4 người vô thôi. Lát nữa mà rớt thì anh ra dắt xe dùm em cái. Hả? Lát mà có rớt vòng này thì anh ra dắt xe dùm em cái luôn. Dắt xe về Gia Lai. Không sao ra em, bên đây có bộ phận bảo vệ. Em phòng chờ mà lo gì? Nào, sẵn sàng. Anh Thành, chú nói gì đi, chú nói gì đi. Chú cười lên. Phải cố gắng lên em gái. Những người đẹp vẫn có thể làm hài được. Cố lên. Thời gian 60 giây bắt đầu. Anh Thành, tại sao lại lừa dối em? Anh nói đi. Tại sao lại lừa dối em? Tại sao anh không nói? Bình thường anh nói con nhiều ông thở mà. Bây giờ anh ngồi thở thì anh nói đi. Anh phải nói. Anh không nói hả? Chà, càng ngày càng cao nha. Anh có tin không? Em nói cho anh biết nha. Em ăn vả còn giỏi hơn ăn cơm á. Anh tin không? Anh không tin đúng không? Em ăn vả cho anh coi này. Anh vả cho anh coi này. Má Thành ơi, má đi ơi, anh không có tin không? Anh Giang. Hả? Anh Thành có chưa chấp em, nhưng anh yên tâm đi, cho dù như vậy á, anh cũng không có cử với em đâu, anh đừng có mơ. Anh ơi, anh dắt được em chiếc xe. Anh bắt rồi. Hết giờ chưa? Hết rồi.